Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên. Xin chào quý vị khán thính giả và xin chào nhà báo Vũ Hoàng Lân của phố Bình Sơn TV. Hôm nay chúng ta có dịp sẽ bàn thảo về một vấn đề đang sôi nổi trong cộng đồng chúng ta. Đó là cô ca sĩ Mai Khôi và Trịnh Hội. Cô ca sĩ Mai Khôi trong cái dịp APEC vừa qua đã cầm một cái bảng phản đối Tổng thống Trump đến Việt Nam. Trên cái bảng đó thì cô đề là Peace on you Trump, tức là đái vào người ông Trump. Cái bảng đó thì hiện nay đang gây ra sự tranh cãi rất lớn về một cái mà chúng tôi muốn bàn tới đây và nhiều vấn đề khác. Đó là có phải là sự tự do ngôn luận hay không, và theo tiếng Mỹ là Freedom of Speech. Theo chúng tôi nhận xét, và trong đó có Trịnh Hội cũng đưa ra nhận xét, và cái nhận xét của Trịnh Hội thì đã bị đồng bào khắp nơi phản đối và chúng tôi cũng phản đối. Đó không phải là tự do ngôn luận mà đó là hành vi phỉ báng người khác. Theo ngôn ngữ tiếng Mỹ và trong luật thì đó là defamation law, tức là luật về những hành vi phỉ báng, những hành vi bôi nhọ, vu khống, vu cáo. Chúng tôi thấy có lẽ là Trịnh Hội không phải là luật sư, mặc dù Trịnh Hội đã nhiều lần xưng láo với cộng đồng là luật sư, nhưng tôi không hiểu là với cái kiến thức như thế, thấp như thế và tự xưng luật sư, và chúng tôi cũng đã điều tra thì cũng không thấy anh này từng tranh cãi ở đâu, ở tất cả các tòa ở Philippines, ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Úc. Cho nên chúng tôi rất nghi ngờ về cái gọi là luật sư Trịnh Hội. Về cái kiến thức thì chúng ta thấy đó, đây không phải là tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận nó phải căn cứ trên một cái sự tranh luận đàng hoàng. Và cô này và anh Trịnh Hội thường hay xưng là tranh đấu cho nhân quyền, nhưng mà thật sự thì họ không hiểu nhân quyền là cái gì cả. Tôi có thể nói nhân quyền ở đây nó gồm rất nhiều vấn đề, trong đó gồm có nhân cách, nhân đạo, nhân tính, nhân phẩm. Và cái sự mà gọi là đái lên người ông Trump đó, chúng tôi cho là không có nhân cách và không có tôn trọng nhân phẩm của một ông người Mỹ tên là Donald Trump. Chúng ta chưa nói đến là vấn đề là ông đó là tổng thống hay không tổng thống, nhưng mà chúng ta nói là cái hành động mà gọi là đái lên người khác, một cái người bình thường tên là Donald Trump, thì đó là một hành động mất nhân cách rồi. Không có thể nào mà ngụy biện nói đây là tranh đấu cho nhân quyền gì cả. Cái lý lẽ của Trịnh Hội và cô Mai Khôi này đó dựa vào những điều không đúng sự thật. Một trong những điều không đúng sự thật chúng ta biết là trong cái bài diễn văn tại APEC 2017 đó, ông Trump có nhắc tới rất nhiều về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng mà thật ra là những người như Trịnh Hội hay Mai Khôi, họ chẳng hiểu gì về nhân quyền. Nhân quyền cho cả đất nước, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, nhân quyền cho đại đa số 90 triệu dân Việt Nam, chứ không phải nhân quyền cho vài người bị ở tù. Tôi xin nói rõ. Thứ nhất là trong cái bài diễn văn, ông Trump có nhắc đến là hành động nhân đạo của nước Mỹ sẽ giúp những người Việt Nam đang bị bạo lực. Đó là một hành động nhân đạo, và nhân đạo trong cái nhân quyền. Cái mà cô Mai Khôi và Trịnh Hội rõ ràng không đọc cái bài diễn văn tuyệt vời của ông Tổng thống Donald Trump tại APEC, đó là ông nhắc tới về nữ quyền của Việt Nam. Và lần đầu tiên trên thế giới, trong một bài diễn văn quan trọng với tất cả các lãnh đạo, lãnh tụ của 21 nước thành viên và trên 2.800 phóng viên của các đài truyền hình trên thế giới để mà thâu hình cái bài diễn văn đặc biệt của ông Tổng thống Donald Trump. Trong đó ông làm cái gì? Ông nhắc tới Hai Bà Trưng. Đó là một cái hành động mà tôn trọng nữ quyền của người Việt Nam chúng ta. Và tôi hoàn toàn bác bỏ cái vấn đề của cô Mai Khôi nói rằng là không có nhắc tới nhân quyền.
Không có ai làm tốt hơn ông Donald Trump về vấn đề nữ quyền, nâng hình ảnh hai bà Trưng trong cuộc khởi nghĩa giành độc lập, giành chủ quyền đầu tiên của Việt Nam trước toàn thể các lãnh đạo của 21 nước thành viên của APEC. Cho nên tôi hoàn toàn phản đối những hành động gọi là phỉ báng và vu cáo của Trịnh Hội và của cô Mai Khôi. Không có ai làm tốt như vậy. Chúng tôi có thể nói thẳng là dựa vào lịch sử, ông Trump đã đưa cái hình ảnh của hai bà Trưng ra thế giới, cho thế giới biết rằng những người phụ nữ Việt Nam 2.000 năm trước đã anh dũng hy sinh, đã hy sinh và đứng lên khởi nghĩa chống xâm lược. Nên nói là ông Trump ổng không có tôn trọng nữ quyền thì tôi xin lỗi, tôi nghĩ là cô Mai Khôi với lại cái đám Trịnh Hội hay là cái đám xã hội dân sự gì đó họ không đọc cái bài diễn văn đó, cho nên họ cái hồ đồ, nói thẳng là hồ đồ. Và cái hồ đồ nữa đó là trong cái tuyên bố chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ở cái điều khoản thứ 10 đăng trên báo Người Việt, làm ơn đọc giùm, là Hoa Kỳ và Việt Nam bàn thảo về vấn đề nhân quyền trong cái hội nghị APEC 2017 ở điều 10, thỏa thuận chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Một điều nữa là trong ngay trong cái bài diễn văn của ông Donald Trump, ông nhắc tới individual rights, tức là đó là nhân quyền. Nếu mà chúng ta có học ở Mỹ thì chúng ta sẽ biết. Individual rights, nó là 10 cái điều trong cái Bill of Rights của Mỹ, tác giả là James Madison. Cho nên tôi nghĩ là anh Trịnh Hội này anh không học hành tới nơi tới chốn, và ảnh hồ đồ, ảnh chợp bộp chợp, ảnh vu cáo một cách bừa bãi. Trong văn bản của APEC 2017, bài diễn văn của ông Donald Trump nhắc đến individual rights và trước đó là rule of law, tức là yêu cầu quý vị là tôn trọng pháp quyền và những quyền cá nhân. Trong những cái quyền cá nhân này thì nó có nhân quyền trong đó, tức là quyền về tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo. Và tôi yêu cầu là anh Trịnh Hội hãy tìm và đọc individual rights trong cái bài diễn văn của ông Donald Trump và tìm hiểu thêm về Bill of Rights nói cái gì về nhân quyền trong đó, và không nên hồ đồ chà đạp nhân phẩm người khác mà khi mà mình không có bằng chứng. Cái điều bỉ ổi ở đây chúng tôi thấy là kêu gào nhân quyền với ông Trump, nhưng mà hoàn toàn là những cái điều tưởng tượng. Chẳng hạn như là quý vị chưa bao giờ đi bầu cho ông Trump, xin lỗi quý vị là chưa bao giờ quý vị đi bầu ấy. Đây là I vote, quý vị chưa bao giờ đi bầu cho ông Tổng thống Trump, cho nên là quý vị không phải là cử tri của ông thì không thể đòi hỏi người ta làm cái gì cho mình được hết. Mình không bầu cho người ta rồi bây giờ mình kêu người ta phải làm cái gì cho mình không bỏ tiền giúp, mình không bỏ công, mình cũng không đi bầu cho người ta, rồi mình đòi khơi khơi là người ta phải làm gì cho mình và người ta không làm hay làm ít quá thì lại đâm ra là bôi nhọ, là vu cáo, chụp mũ. Đó là cái hành động mất nhân cách và nhân phẩm của những người Việt Nam. Họ ăn mày vào cái chữ gọi là nhân quyền nhưng mà họ không hiểu gì về nhân quyền. Họ đi xin xỏ, họ đi xin phân, họ đi xin tiền, rồi họ làm đủ thứ hết, nhưng mà thật ra cái bản chất họ là những tên gọi là ăn bám, không có tư cách và vô ơn, tức là họ không đóng góp gì cho ông Trump cả, nhưng mà họ đòi hỏi ông Trump phải làm cái này, bà vợ ông Trump phải làm cái kia cho họ, và thật sự họ không đóng góp gì hết. Ông Trump không có hề nhận được một cái sự trợ giúp nào từ họ hết, không một lá phiếu, không một lời cảm ơn, không một lời nói tốt, không một đồng xu, nhưng mà bắt ông Trump là phải làm hết. Đây 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 là danh sách này, các ông đi can thiệp giùm, các ông là ai,
chính ông Trump cũng không biết anh là ai, rồi là vu cáo đủ thứ trò ấy. Một trong những cái mà tôi thấy buồn cười nói là ông Trump, chính quyền ông Trump không tiếp xúc với những nhà tranh đấu dân chủ gì đó. Tôi nói thẳng ra đó, những nhà tranh đấu dân chủ là tự phong và tự xưng, những cái tổ chức ma không có trụ sở, không biết là trụ sở nằm ở đâu. Nó bây giờ tôi muốn thăm trụ sở, tôi không biết tôi thăm ở đâu, cái tổ chức gì dân sự gì đó, xã hội dân sự gì đó, trụ sở ở đâu. Rồi tôi tới tôi thăm đồng bào, tới thăm không có những tổ chức ma. Rồi sao? Rồi nói là ông Trump không tiếp xúc với họ. Tôi thấy quá buồn cười. Buồn cười ở cái chỗ là thời buổi ngày nay á, là đã thế hệ thứ 4.0 rồi, tức là thế hệ công nghệ cao. Ông Trump có thể họp với bất cứ ai trong cái nhóm thân hữu và thành viên của ông đó bởi livestream, họp trực tuyến, không cần phải gặp mặt nhau trong White House. Ông muốn gặp ai, ông bấm nút, vài cái nút, bật cái hình lên, chúng ta thấy có thể người ngồi bên kia cách nửa vòng trái đất vẫn nói chuyện, vẫn gặp gỡ nhau. Làm sao mà quý vị biết là ông gặp ai? Tại vì quý vị không có trong cái hệ thống network của ông, mà quý vị cứ vu cáo ông có thể ông gặp những nhà tranh đấu dân chủ nào đó qua hệ thống Sky, qua hệ thống Twitter, qua hệ thống Facebook, quý vị đâu có biết. Nhưng mà quý vị cứ ngồi chửi là ông không đi gặp, quý vị làm như là quý vị đang ngồi trong White House, quý vị có thể biết là ông làm cái gì hôm nay, ông gặp ai, ông gặp người Việt Nam nào, nội địa hay quốc ngoại hay là như thế nào. Quý vị cứ cứ nói khơi 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 rồi bịa ra những cái lý luận rất là buồn cười, đã là vi phạm về luật pháp Hoa Kỳ, tức là defamation law, tức là gọi là phỉ báng người khác. Ngoài ra đó, quý vị còn á là nói rằng á là ở các nước biểu tình, các nước Mỹ biểu tình, rồi Philippines biểu tình chống ông Trump, cho nên tôi có quyền tôi biểu tình. Nhưng mà quý vị, hai cái chuyện khác nhau, hai cái chuyện khác nhau, là hai cái chuyện là ở các nước á, biểu tình á, là người ta có văn hóa, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta bất bạo động. Và cái thứ ba đó là người ta không bao giờ có cái âm mưu lật đổ chính quyền. Nó khác xa với những cái cuộc biểu tình ở Việt Nam là có gài thêm cái gọi là âm mưu lật đổ chính quyền. Từ thời ông Ngô Đình Diệm, tất cả các cuộc biểu tình cho tới thời sau ông Ngô Đình Diệm, rồi ở các thời ông Nguyễn Văn Thiệu chẳng hạn, như tất cả các cuộc biểu tình đều có âm mưu lật đổ chính quyền hết, đều giật dây hết bởi ngoại bang hết. Có khi là Mỹ, có khi là Vatican, có khi là các tổ chức không thích chính quyền người Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn như vậy, hay là thời nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, những cuộc biểu tình từ từ nó gây bạo loạn, bạo động, rồi từ từ bạo động nó gây là bạo động vũ trang, rồi từ từ bạo động vũ trang nó âm mưu nó lật đổ chính quyền. Cho nên ta phải ngăn ngừa cái đó chứ, quý vị không có bao giờ mà gọi là biểu tình ôn hòa hay là biểu tình để mà gọi là tự do ngôn luận á. Quý vị chỉ muốn có một cái âm mưu nào đó, chẳng hạn như cái bản của cô Michael này đề khơi khơi đá lên người ông Trump, mà chúng tôi không biết là cái mục đích là tại sao đá lên người ông Trump. Nó mơ hồ, người thì nói là vì không can thiệp mẹ nắm, người thì nói là ổng ra diễn đàn APEC không nhắc tới human rights, rồi người thì nói là ổng vi phạm nữ quyền chứ, ổng vi phạm nữ quyền bên Mỹ. Quý vị đổi cái vấn đề nó lung tung trong đó, không ai biết thật sự là quý vị hận thù gì ông Trump. Quý vị đâu có bầu cho ổng đâu, quý vị đi bầu cho bà Hillary mà. Cho nên bây giờ bà Hillary đại diện cho quý vị tin tưởng bà Hillary thì quý vị đưa hồ sơ cho bà Hillary đang rảnh rang đó. Quý vị tìm gặp ông Bill Clinton với bà Hillary hay ông Obama đó, mấy người đó đang rảnh rang đó, không có việc làm đó, nghỉ 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 công việc rồi, giờ họ rảnh rang họ ngồi ở nhà chứ họ làm gì đâu. Thì quý vị đưa hồ sơ, quý vị đi gặp đưa hồ sơ.
Tại sao quý vị không tin tưởng ông Trump, không bầu cho ông, không vận động gì cả, rồi giờ đổ thừa ông Trump này ông Trump kia? Quý vị là ông nội bà nội của người ta chắc, hay quý vị là cha thiên hạ? Mà quý vị là cha thiên hạ rồi, người ta không làm theo cái ý của quý vị, à ý của quý vị chứ, ông Trump vẫn có làm, Bộ Ngoại giao vẫn có làm, Quốc hội Mỹ vẫn có làm, nhưng mà không theo ý của quý vị. Rồi quý vị chửi, sao quý vị vô ơn như vậy? Tôi hỏi một câu, quý vị là người Việt Nam sao mà vô ơn như vậy? Người ta cho thôi cho đi xin xỏ hết, xin xỏ người này xin xỏ người kia, rồi ăn mày, ăn mày dĩ vãng, rồi ăn mày vô nhân quyền, rồi ăn mày xuyên lục địa, rồi đủ kiểu hết, rồi làm sao mà ai mà can thiệp được những cái chuyện như vậy? Tại vì quý vị không có làm gì hết á. Quý vị bây giờ quý vị muốn quý vị tới trước White House á, có cái văn phòng tiếp dân á, quý vị tới đó nộp hồ sơ xin gặp ai trong đó đó, quý vị đưa hồ sơ đi. Còn chỉnh hội đó, nói là luật sư gì đó, đây nè, làm bộ hồ sơ cho mẹ nắm gì đó, thưa kiện lên Liên Hợp Quốc đi, đưa ra Liên Hợp Quốc, tôi là luật sư chỉnh hội nè, tôi làm hồ sơ này 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 nè, làm đi. Sao tôi thấy là chả có một cái tư cách gì cả, miệng thì nói tranh đấu này nọ, bản thân không có một, tôi nghĩ là chỉ là muốn lấy tiếng vang, thật sự là lấy tiếng vang, muốn muốn gọi là hứng lên rồi lấy tiếng vang vậy thôi, chứ thật ra là ở đây đồng bào là họ đã lên kế hoạch rồi. Trịnh Hội hay là Mai Khôi mà xuất hiện ở cộng đồng Hoa Thịnh Đốn này là người ta tới ta biểu tình rần rần, tôi nói trước cho quý vị, nó trở thành cái tử địa cho những cái tổ chức ma, tổ chức này cho tổ chức kia, nhân danh này nhân danh kia gạt gẫm đủ thứ trò, gạt tiền rồi đủ thứ, háo danh rồi đủ thứ, thật chắc không có làm gì hết, thật chắc không có làm. Thật chắc là tôi biết là có cô Mai Khôi nào hay là Trịnh Hội nào đó tới trước White House, nó bây giờ tôi gửi hồ sơ cho mấy ông giải quyết nè, không có ai hết. Nên là tôi nói là đồng bào ở Hoa Thịnh Đốn này là họ không chấp nhận những cái người mà gọi là như Trịnh Hội, và tôi biết là trong tương lai là Trịnh Hội sẽ không có cái cửa nào mà đi về đây mà để gọi là quyên tiền hay là gạt gẫm ba cái trò nhân quyền vớ vẩn, tại vì bản thân anh chưa đủ tư cách. Anh nói láo, anh nói là ông Trump lên làm tổng thống là tôi sẽ rời khỏi nước Mỹ, lời hứa nó còn trong video bà con khắp nơi đều biết mà. Ông Trump mà lên làm tổng thống thì chúng tôi không ở nước Mỹ nữa, chúng tôi chạy đi chỗ khác. Đó là lời nói của những kẻ không có tư cách, mà không có tư cách nhân cách thì lấy gì đi tranh đấu cho người khác, không có được đâu, không ai tin đâu, tôi cũng không có tin những tên như vậy đâu, tư cách không có. Cho nên xin lỗi quý vị và xin lỗi anh Vũ Hoàng Lân là bây giờ chúng ta tạm chấm dứt tại đây, và chương trình bàn thảo xin hẹn kỳ tới.
chưa chết đã đập đúng đầu đâu không? Túm xích anh nghe, túm xích. Ông tổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đấy? Ê, ông đi mua đấy. Sao xấu quá mà. Số mày không không chết nhưng mà mày chạy rồi đấy, nhạt đòn chí hạng đấy, nhạt nữa, ui trời đấy bác lúc này giỏi thật. Thôi nói này thôi. Bục chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Đây sao? Dao cụt thế. Cạnh đập vào cung họng này. Đấy được rồi. Rò vào rồi đi vào. Dao cụt sao? Nhưng ra đấy. Bắt đầu chặt đi ông, chặt đi trong đấy nới chảy ra. Thế mà tiết nó phải chảy ong ọc cơ. Béo đánh cái canh rồi. Nằm nòng thôi. Hứng nữa vào, hứng mấy nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra dốc. Đấy. Dốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Nó còn thở.